Rồi chào cả nhà ha. Thì video hôm nay Lúa xin chia sẻ đến cả nhà cái cách mở tài khoản online và cách mở thẻ online của ngân hàng Sacombank trên app Sacombank nha các bạn. Thì đây để mình vô cái app mình cho các bạn xem nha. Đó. Đây, hiện tại á thì các bạn nào á mà có thẻ tài khoản thanh toán và có thẻ như thế này thì sẽ không mở được thêm tài khoản ha. Nhưng mà gần đây á ngân hàng Sacombank có thực hiện cái tính năng mới trên app Sacombank là các bạn có thẻ, có tài khoản, các bạn vẫn mở thêm được tài khoản thanh toán ha. Và mở thẻ luôn, nếu mà các bạn chưa có thẻ thanh toán thì các bạn mở thẻ thanh toán được, và chưa có thẻ Visa mở thẻ Visa được. Đây các bạn, đây mình sẽ mở cho các bạn xem. Các bạn sẽ chọn vô ô giao dịch ở bên phải nè, các bạn kéo xuống chỗ mục là dịch vụ ngân hàng nè. Đó thì ở đây nó có một rút tiền, mở tài khoản thanh toán và mở thẻ thanh toán. Mình sẽ chọn vô mở tài khoản thanh toán trước ha. Hiện tại mình đã có một tài khoản rồi, mình có thể mở thêm hai tài khoản nữa các bạn. Cái tài khoản thanh toán á, đây mình sẽ chọn vô cái trường giao dịch. Nhớ đây mình hiện tại mình đang ở tháp 10 nên chọn gì tháp 10 nè. Đó, cái mục thứ hai là mình sẽ nhập cái Gmail mình cần thông báo ha. Rồi, ở bên dưới là khi mà bạn ở trên mở trên app Sacombank thì hoàn toàn miễn phí ha. Đó, ở cái chỗ mở tài khoản này mình có thể chọn là ngày tháng năm sinh của mình cũng được. Đó, hoặc là cái số điện thoại mình mong muốn là số điện thoại của mình. Đó, cái mục thứ ba là số chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân mình muốn mở. Đó là những cái này mình có thể chọn theo ý mình ha. Đó, cái thứ tư là một dãy số 4 số cuối. Đó, ở đây mình sẽ chọn 4 số 9 cho các bạn xem nè. Đó, mình nhập 4 số 9 thì nó ra là 4 số cuối mình sẽ số 9, còn số trước 4 số 9 đó là số bất kỳ, hoặc là chọn ngân hàng mong muốn nha. Đó, rồi mình sẽ nhập mở tài khoản bằng số điện thoại mình cho các bạn xem. Các bạn lưu ý là phải test vô chỗ là tôi đã đọc đồng ý điều khoản ha. Xong các bạn nhấn vô tiếp tục. Đó, thì bước tiếp theo các bạn chỉ cần xác minh thôi. Đó, nhập mã OTP xác minh cho các bạn. Đây, sau khi mình xác minh xong mình sẽ nhấn ô xác nhận ở bên dưới để nó xác minh là mình mở tài khoản ha. Ok, thì nó báo đây là mình đã mở tài khoản thanh toán thành công. Đó, để mình vô mình mở tài khoản, mình vô một quản lý tài khoản mở cho lên cái chỗ mà mình mới vừa mở tài khoản cho các bạn xem nè. Đó, hiện tại á thì cái bên trên là cái tài khoản mình mới vừa mở xong nè các bạn. Đó, còn hai bên dưới là cái tài khoản chi lương của mình và cái tài khoản thanh toán mình đã mở. Các bạn lưu ý giùm mình đó là mỗi một bạn chỉ mở được tối đa là 3 tài khoản ha. Đó, thì thẻ thì các bạn có thể có thẻ rồi thì các bạn sẽ không mở được, còn các bạn nào chưa có thì các bạn vẫn có thể mở thẻ được ha. Đó, lưu ý giúp mình. Còn nếu mà các bạn muốn mở thêm một tài khoản thứ tư thì các bạn phải chịu phí nha, khoảng 100 mấy chục ngàn các bạn. Đó, rồi video mình đến đây là kết thúc nha.